thiền thoại Việt Nam. Thì ở bên chiến dịch thiền thoại Trung Quốc, mình đã giới thiệu đến các bạn rất là nhiều loại súng, nhiều đồng đội và rất là nhiều chế độ chơi để các bạn có thể xem ở trong kênh video game FHD. Còn ở Việt Nam mình thì rất là mới mẻ, chưa có gì cả. Ở đây thì mình cũng đã mát hết rồi, lực level và mấy cái lực chiến này. Thì hàng ngày thì chỉ vào càng quét bài phát rồi ra thôi chứ cũng không có gì để chơi. Hôm nay chủ nhật cũng rảnh rỗi thì mình lên mình làm vài trận BK cho các bạn cùng xem cho vui. Thì bắn hay hay bắn dở thì các bạn cũng đừng chê, này là làm để giải trí thôi nha các bạn. Thì mình sẽ sử dụng cái bộ combo là M4A1 và M4 ở đây. Bây giờ mình sẽ làm vài ván BK22 để các bạn cùng xem cho vui. Mình sẽ sử dụng bộ combo là M4 và M4A1 nha các bạn. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ gặp hai đồng chí Lightspeed. Thì mời các bạn cùng xem. Tại vì mình cũng ít bắn cho nên là cái bật thì nó cũng không cao lắm nha các bạn. Bình thường thôi, nếu như mà mình có gặp những đối thủ quá yếu thì các bạn cũng đừng có cười. Vì đây bắn cho vui thôi chứ cũng không có thắng thua, không quan trọng lắm. Bạn thấy là hai bạn ấy, bạn Yoka cũng dữ á. Nhưng mà thấy các bạn ít chạy. Các bạn thấy M4A1 độ chính xác rất cao nha các bạn. Bắn vào gáo thì ăn đam rất dữ. Nó cũng tùy khoảng cách nữa. Nếu như mà gần thì đam nó sẽ khủng hơn, xa thì đam đó các bạn không? Giật lên 360. Tỷ số quá nhanh nha các bạn, 7-1 luôn rồi. Có vẻ như là đội bạc chịu không nổi. Thì các bạn thấy M4A1 là bắn rất chính xác và tùy vào khoảng cách để ăn đam. Đó, ví dụ như các bạn thấy nhiều lúc nó nhảy lên 400 cũng có. Như vậy thì mình thấy khẩu này là một khẩu súng trường tấn công rất tốt, trả thù luôn. Ai chỗ này anh này lời cái đầu, lời cái đầu, lời cái đầu, lời đầu 370 chắc là ơi, thằng người mình nó ném bom chết rồi các bạn ơi, đang định ốc hàng em đó. Xong kết thúc ván đấu đầu tiên. Đây, mình làm được 7 mạng, chiếm 1 mạng. Bồ mình thì được 3 mạng. Bây giờ mình sẽ đến với ván đấu tiếp theo. Thì mình cũng làm vài ván cho các bạn xem cho vui vậy thôi, chứ cũng không bán được nhiều. Cỡ 2-3 ván là đẹp rồi. Đây, rồi đây. Rồi, đây là khẩu M4 mà. Từ phá cái tường này nè. Một em ra đi. Các bạn thấy M4 tuy là rất là giật, nhưng mà khả năng phá tường của nó rất là khủng khiếp. Thì mình sẽ sử dụng nó để phá tường bọc cho khẩu M4A1 này. Rồi anh này nó ngồi lại cái đầu ở đây, hết máu rồi. Đây, mình sẽ phá tường cho các bạn coi. Đó, chỉ trong khoảng mười mấy viên đầu là đã phá được tường rồi. Bồ mình nó còn bắn khẩu M3 các bạn. Chỗ đó thì mình thấy không ai chơi cả, chắc là chưa có súng. Đây, đánh lựu đạn hay quá, tránh được quả lựu đạn. Con nhỏ này nó xài giống như Ram, giống như khẩu Spin, khẩu Spin. Đấy, nổ thùng chết luôn rồi. Các bạn thấy không, ăn đam vào đầu rất là nhanh, tiêu diệt mục tiêu quá nhanh luôn. Thời gian rất là ngắn là mình đã hạ được mục tiêu rồi. Mặc dù em gái quẩy nó ghê, đồng đội mình nó bắn nãy giờ mà nó chả làm gì được. Tại vì con kia nó tập trung vào mình đó các bạn. Nếu như mà đồng đội của mình mà có súng mạnh hay là hay chút xíu là có thể là tiêu diệt được em gái rất là dễ dàng. Tại vì khi mình ngắm một mục tiêu thì mình có thể câu cho đồng đội. Đấy, đứng im đi. Em là 400. Ôi, bơm máu. Sao cả. Nếu bạn bơm được, mình cũng có thể bơm được. Chết đi cái thùng rồi các bạn. Tỷ số là 8 đều. Ván này có vẻ gay cấn đây. Ôi, bazooka của mình không chết luôn, ghê chứ. Rồi bạn lại bơm máu lần nữa. Bạn thấy là em gái này quậy kinh lắm đấy chứ, hạng đồng nhưng mà thấy là cũng khủng khiếp rồi. Quậy vậy là cũng tốt rồi. Từ từ thì sẽ khá lên thôi. 9 đều các bạn. Một quả lựu đạn. Rồi xong phim.
như vậy là mình đã kết thúc ván đấu với tỷ số là 19 rất là gay cấn. Mình bắn 9 mạng mà bù mình bắn được 1 mạng à. Đội bạn thì có vẻ đồng đều hơn. Làm thêm ván nữa nha các bạn. Đây, các bạn thấy lúc cậu này ra phá vào cho bạn xem. Đấy, khoảng 20 viên là phá được cái tường trắng rồi. Đấy, cái thùng thấy vậy mà còn lì, chứ không đầu luôn. Anh tay này sắp chết rồi. Xong kêu, rất ok. Thì mình cố gắng phá luôn cái tường dưới kia luôn. Tại vì bắn ra những ván đấu, những cái map như thế này thì thắng thua là phụ thuộc vào việc phá tường. Các bạn phá tường sớm từng nào tốt từng đó, vượt qua được. Các bạn thấy bộ combo này rất là hữu hiệu trong PK đấy các bạn. Mình không thích chơi súng nhắm, cho nên là mình cũng chả có cây nào súng nhắm đâu. Có mấy khẩu súng máy với lại cây súng trường này thôi. Không ở bao nhiêu ca đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn có một ngày nghỉ vui vẻ.